Hành Trình lên rank huyền thoại của mùa rank 28 thì vô tình chạm mặt toàn cao thủ đầu sừng và tụi hắc lác pin 999 cộng cực kỳ nhiều, chơi 3 trận thì hết 2 trận lát, làm tôi muốn quạo luôn. Clip gồm 2 trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Trận đầu tiên, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Yeah.